Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mẹ. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xe mới khiến thanh xuân thấy xanh. Đôi khi có nhiều lối thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống pha, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có tim luôn chung nhịp cháy dương. You are fine, nếu muốn dừng lại hãy nghĩ. Mình cùng chung chí hướng, dẫu có dịch thì vẫn sẽ mời cạnh bên nhau. Này, Vũ khi nãy chị hai yêu dấu của em. Nổi hết cả da gà. Mày lại gây chuyện gì nữa phải không? Chị suốt ngày cứ nghi ngờ em. Em là em trai thiện lành của chị đó. Ờ, thiện lành. Tao cứ xử lý mày dù rau cấu là mày làm đó đó. Chuyện gì? Chị giúp em làm bài tập đi. Nếu là chuyện học hành thì được. Tự gì? Ủa? Sao cái bàn quật là trắng tinh như vậy? Trắng tinh đâu? Có cái tựa đề mà trắng tinh chỗ nào? Vậy em muốn chị hỗ trợ chỗ nào? Em muốn chị hỗ trợ hết. Hết? Là sao? Thì em đâu biết làm gì đâu. Cái môn đại cương này hồi xưa chị học rồi, thì giờ chị làm giúp em đi. Ngày mai là hạn cuối nộp rồi đó, không có là bị cấm thi đó. Ừ, để chị hỗ trợ nhé. Ê, bệ của người ta chị không thấy tiếc hả? Của người ta? Mất gì phải tiếc? Chị, em học hành kiểu gì? Việc trước là mãi là hàng chót rồi, mà sao không làm trước? Cho dù chị đã học trước rồi, chị cũng không giúp được em đâu. Đó là hành vi gian lận. Chị không giúp thì thôi, chứ chị làm gì chị căng? Mà đừng có chọc điện tao nha. Không những căng, mà tao còn lạy sáng đột nhà nữa. Để tao gọi điện cho ba mẹ mới báo cáo tình hình học tập. Chị không có được đâm sau lưng chiến sĩ thiện lành nha. Em là em trai của chị đó, mà chị còn kêu mày tao nữa. Ai chọc tao điên trước? Mày. Gì? Nếp chị tợn quá à. Em sợ luôn á. Lucas, có chuyện gì vậy em? Dạ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu chị. Không có chuyện gì mà sao em lại khóc? Có chuyện gì thì em cứ kể chị nghe, có gì chị giúp. Mặc kệ nó đi, chị đừng có lớn tiếng, chị là em sợ luôn đó. Chuyện gì em cứ nói đi. Chỉ là chuyện riêng của em thôi, em không có muốn làm phiền tới chị. Có chuyện gì thì em cứ nói, mà nếu em ngại thì... Ngại gì đâu chị ơi, giờ là em hết ngại rồi. Thật ra tại vì mấy bữa nay ký túc xá của em sửa chữa, cho nên là em phải đi tìm nhà trọ gấp. Rồi em phải lo trăm thứ ngàn việc hết trơn á. Vậy đó, em chưa kịp giải thích thì chị Nếp đùng đùng nổi giận, còn định đánh em nữa đó chị. Cái thằng xào xừ này. Chị Nếp, từ trước tới giờ em chưa bao giờ thấy chị chẳng tinh gấu trồn như bây giờ. Chị làm mất hình tượng quá à. Chị mà như thế nữa là em sẽ không chơi với chị nữa đâu. Lý gì? Thôi, hai chị đừng có gì em mà gây nhau nữa. Em buồn dữ lắm đó. Có chuyện gì thì em cứ nói đi, giúp cho. Dạ, em muốn nhờ chị làm bài tập. Đơn giản, mở ra. Đừng có chỉ cho nó. À, môn này ngày xưa chị cũng học qua. Có gì chị hướng dẫn cho em nhé. Dạ. Vali của em hả? Tao vừa mới gọi hỏi trên nhà trường. Ký túc xá cũng đã sửa xong rồi, đi về đó ở đi. Thì ra là như vậy. Mà bây giờ em không thích đi. Em ở đây tới cuối tháng. Mà nếu mà thấy vui quá thì em ở luôn tới hết hè. Cái gì? Ai cho mày ở tới lúc đó? Thì ba chị ở trong nhà, ba chị cho em ở mà còn vui vẻ nữa. Nhưng tao không cho phép.
Này là số mấy ta? 4 mà trừ cho 1 là còn 3. Gì? Mà 3 là đa số. Đa số đương nhiên là phải thắng thiểu số rồi đúng không chị? Nè nha, tao vẫn là chị gái của mày nhá. Bỏ cái thoại xu nịnh hỗn hào đó đi nghe chứ. Tao nói đi là đi. Xu nịnh cái gì mà xu nịnh? Chứ không phải lúc trước chị kêu em vô á là lấy lòng mấy chị sao? Lấy lòng khác với thảo mái xu nịnh bờ đờ bá que. Mày hiểu không? Tao nói đi là đi. Em không đi. Không đi hả? Tao quẳng ra ngoài đường. Trời đất ơi, chuyện gì nữa vậy? Sao vậy? Không có chuyện gì đâu chị. Chỉ là chuyện lục đục trong gia đình thôi. Nữa hả? Đã đến giờ em phải đi rồi. Cũng may là trước khi đi á, em còn gặp mặt mấy chị á. Nhưng mà em đi đâu? Em nói với chị là em ở hết cuối tháng mà. Nhưng mà bây giờ em phải đi. Nhưng mà chị không cho em trai thiện lành của chị đi đâu hết á. Nhưng mà em trai thiện lành của chị phải đi rồi. Nhưng mà chị vẫn không cho em trai thiện lành của chị đi đâu hết. Giờ biệt ly đã tới, em phải đi. Nhưng mà nặng lắm rồi. Chị giữ đi. Cái thằng nhóc lão cả kia, ai dạy mày nhận cái kiểu này hả? Nếp, tôi biết nó là em trai của bà. Nhưng mà nó muốn ở lại thì bà cho nó ở lại đi có sao đâu. Tụi tôi cũng có ăn thịt ăn cá gì nó đâu mà sợ. Mày ba chưa biết đồ quỷ yếu của nó đâu. Nó đang diện đó. Nó khi nay khi khác đó. Tôi tức quá mà. Chính chị Nếp mới là người lúc này lúc nọ đó. Lúc nào cũng ăn hiếp em trai của mình hết. Tụi em đã quyết định rồi. Từ bây giờ trở đi Lucas sẽ ở lại. À, rồi mày ba sẽ biết em trai thiền lăn của mày ba sẽ như thế nào. Còn thằng nhỏ kia nữa, Lu Bakachi. Chị Nếp này bị làm sao ấy? Tính tình thì thất thường, trái gió trở trời. Em có bị sao không? Có tổn thương tinh thần không? Dạ em không sao. Em chỉ hơi buồn chút xíu vì chị Nếp hiểu lầm em. Nhưng mà em được ở lại đây với mấy chị, em vui dữ lắm. Tụi chị cũng vui nữa. Tại tụi chị không có em trai. Dạ em cũng vậy. Em cũng ước gì là được ba người chị như chị vậy đó. Vậy thì tên 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 tên. Cái gì vậy chị? Xem đi. Thời gian biểu dành cho chị gái. Chị biết là em yêu thương ba tụi chị nên tụi chị đã lập ra cái thời gian biểu để em dành thời gian đi chơi với tụi chị. Sao cả tháng luôn vậy mấy chị? Tụi chị đã sắp xếp hết lịch trong vòng cả tháng rồi. Trừ thời gian em đi học ra, thời gian rảnh sẽ dành hết cho tụi chị để thắt chặt tình chị em. Tụi mình sẽ cùng nấu ăn nè. Chị sẽ dạy kèm cho em. Tại vì em học kém rồi. Em với chị sẽ đi shopping, em lựa đồ cho chị nữa. Khoan đã, mà sao em thấy là không có một giờ phút nào là dành thời gian riêng tư cho em hết vậy? Cần gì thời gian riêng tư cho mình? Vì khi đã có tụi chị. Em đi chơi với tụi chị á, em không sợ bị cô đơn đâu. Tự dưng em khát nước quá à. Cái chuyện này á, mình bàn sau nha mấy chị. Với lại á, em không có yêu thương gì mấy chị dữ lắm đâu. Chị Nếp ơi, chị Nếp. Rồi. Ủa là sao? Thời gian sắp xếp hợp lý mà. You are fine. Nếu muốn dừng lại đi,
cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.